Chiều tối qua, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn nhân kỷ niệm 37 năm ngày mất của ông, ngày 10 tháng 7 năm 1986, 10 tháng 7 năm 2023. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự chương trình. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương. Tổng Bí thư Lê Duẩn là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và nhân dân ta. Trong suốt cuộc đời mình, đồng chí luôn phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, vì sự thống nhất toàn vẹn non sông. 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tổng Bí thư Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc vì lý tưởng cao đẹp Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhân dân Việt Nam có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc. Tên tuổi và sự nghiệp của Tổng Bí thư Lê Duẩn mãi được ghi vào lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc với những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Chương trình nghệ thuật gồm 15 tiết mục ca múa nhạc, hai quà giữa màu sắc âm nhạc dân tộc, đậm đà chất Nam Bộ của đoàn nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen và chất âm nhạc hiện đại của Văn công Quân khu 7. Hài hòa giữa phong cách cổ điển, bán cổ điển của các giọng hát tham gia chương trình như nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hương Giang. Chương trình là dịp để các thế hệ hôm nay tưởng nhớ và tri ân một nhà lãnh đạo Đảng kiệt xuất, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lý luận, nhà tư tưởng lớn của Đảng và nhân dân ta, người suốt đời chiến đấu hy sinh vì lý tưởng cao đẹp, thống nhất và toàn vẹn non sông.